Ở Việt Nam, những năm gần đây, diện tích cacao không ngừng phát triển. Cacao được trồng nhiều ở các tỉnh Tây Nguyên, miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Hạt cacao sau khi sơ chế được xuất khẩu ra nước ngoài nhằm phục vụ cho ngành chế biến thực phẩm bánh kẹo, mỹ phẩm. Vì vậy, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm là yếu tố được quan tâm hàng đầu đối với các nhà nhập khẩu sản phẩm. Để có được hạt cacao đạt chất lượng tốt, ngoài quy trình chọn giống, kỹ thuật canh tác, thì thu hoạch, chế biến và bảo quản là giai đoạn quyết định chất lượng hạt cacao. Và để giữ nguyên chất lượng sẵn có của hạt cacao cũng như nâng cao thu nhập cho người trồng, sau đây chúng tôi giới thiệu đến quý vị và bà con quy trình thu hoạch, chế biến và bảo quản cacao đúng để đạt chất lượng theo mong đợi. Chúng ta chỉ thu hoạch khi trái đã chín, là lúc trái có màu vàng hoặc đỏ cam tùy theo giống. Trái chín thuận lợi cho việc bốc hạt lên men, hàm lượng bơ trong hạt cao và có hương thơm tốt nhất. Nếu trái chưa chín sẽ khó bóc hạt và khi lên men hạt sẽ kém chất lượng. Nếu thu hoạch trễ, trái quá chín thì dễ bị hư do sâu bệnh, sóc phá hại hoặc hạt nảy mầm trong trái. Khi thu hoạch, ta nên dùng dao, kéo hoặc câu liêm sắc bén để cắt vào cuống trái, tránh va chạm lưỡi cắt vào thân cây sẽ gây chảy xước và làm tổn thương đệm hoa, sẽ ảnh hưởng xấu đến sự ra hoa kết trái của các vụ sau. Không phải bất cứ điểm nào trên cây cacao cũng đều ra hoa, mà hoa cacao chỉ ra tập trung ở nách lá, và từ những cái điểm này thì hoa cacao ra thường xuyên và người ta gọi là đệm hoa cacao. Năng suất cacao phụ thuộc rất là nhiều vào những đệm hoa này. Và trong quá trình thu hoạch thì chúng ta cần chú ý, chúng ta chỉ dùng dao, dùng kéo để chúng ta cắt cuống trái. Chúng ta tránh làm tổn thương đến đệm hoa. Nếu mà chúng ta làm tổn thương đến đệm hoa bằng cách là dùng tay vặt hoặc là chúng ta cắt sát vào đệm hoa thì năng suất vườn cây của chúng ta sẽ bị giảm. Thời gian thu hái trái chín ta có thể thực hiện 1 đến 2 lần một tuần. Trong quá trình thu hoạch, bà con nên kết hợp với việc thu hái những trái bị sâu bệnh để tránh lây lan mầm bệnh. Lưu ý trong quá trình thu hoạch và vận chuyển, tránh để trái bị vỡ, nó sẽ làm cho hạt khi lên men sẽ thối hoặc nảy mầm, chất lượng hạt giảm. Tồn trữ trái là một trong những kỹ thuật cần thiết để nâng cao chất lượng hạt. Ngoài ra, trữ trái còn giúp các nông hộ có diện tích nhỏ có thời gian thu gom lượng hạt lớn hơn, thuận lợi cho một lần ủ. Trái sau khi thu hoạch được lưu trữ nơi thoáng mát trong vòng 3 đến 6 ngày. Khi ủ trái cần phải phân loại trái thối, vỡ để riêng để tránh lây lan mầm bệnh. Ta dùng sàn gỗ hoặc tre đóng thưa, đặt cách mặt đất hoặc nền xi măng có mái tre ở nơi khô ráo thoáng gió không ẩm ướt. Thời gian ủ trái từ 3 đến 4 ngày trong mùa mưa và 4 đến 6 ngày trong mùa nắng. Trong quá trình trữ trái thì chúng ta có những cái lưu ý. Thứ nhất là chúng ta phải lựa những cái trái hư, trái vỡ, những trái sốc ăn chúng ta để riêng ra một bên. Và những cái trái này chúng ta tiến hành đập và lên men trước. So với những trái lành lặn, những trái tốt thì chúng ta để riêng ra một bên. Thì những cái trái này chúng ta có thể trữ từ 5 đến 7 ngày trong mùa nắng. Và trong mùa mưa thì chúng ta thời gian trữ sẽ giảm xuống chỉ còn từ 3 đến 4 ngày. Có nhiều phương pháp đập trái, nhưng ưu tiên cho những phương pháp đỡ tốn công, mang lại năng suất lao động cao như đập trái vào lưỡi dao gắn ngược có bề dày cố định hoặc dùng dao bổ đôi trái. Lưu ý trong quá trình bổ trái, tránh để lưỡi dao làm tổn thương hạt bên trong. Nếu đập với tốc độ nhanh thì một công lao động có thể đập từ 5 đến 7 tấn trái tươi một ngày công. Sau khi đập vỡ vỏ trái, ta tách hạt khỏi lõi trái. Trong quá trình tách hạt, những hạt bị thối, cùi trái và mảnh vỡ của vỏ trái ta để riêng, tránh lẫn lộn với hạt tốt. Và tuyệt đối không rửa quá sạch hoặc loại bỏ hoàn toàn lớp cơm nhầy bao quanh hạt cacao, vì đây là tác nhân lên men làm tăng cường độ cứng của vỏ hạt. Trong quá trình bóc hạt thì chúng ta nên lựa những cái trái đã bị vỡ, những trái mà bị sóc hoặc là chuột phá hoại và chúng ta nên để riêng và chúng ta lên men riêng nhằm tránh hiện tượng là hạt hư, hạt vỏ này làm ảnh hưởng đến những cái hạt tốt mà chúng ta lên men. Sau khi bóc hạt, ta phải tiến hành ủ hạt ngay trong vòng 24 giờ. Quá trình lên men hạt cacao làm cho phôi nhũ của hạt căng lên, từ diệp từ màu tím chuyển sang màu nâu đặc trưng của sô-cô-la. Khi lên men, nhiều quá trình hóa học xảy ra làm giảm vị đắng, chát và hình thành những hương vị đặc trưng của cacao. Quá trình lên men ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như độ chín của trái, thời gian trữ trái, giống, khối lượng hạt tươi, độ dày lớp cơm nhầy, khí hậu môi trường, thời gian lên men và số lần đảo trộn.
Có nhiều phương pháp ủ hạt, nhưng phương pháp ủ thùng và ủ đống đang được sử dụng rộng rãi. Để có một thùng ủ đạt kết quả tốt, thời gian sử dụng lâu dài, ta cần chú ý những điểm sau đây. Đối với cái thùng mà ủ hạt thì chúng ta có cái quy cách. Thứ nhất là chiều cao từ 45 đến 50 cm, và chiều rộng tùy vào cái lượng hạt mà chúng ta có. Nhưng đối với cái thùng ủ này thì đặc biệt đối với những cái tấm ván mà chúng ta đóng thùng, thường là chọn những cái ván tốt. Thứ hai là cái chiều dày của tấm ván có thể là từ 2 đến 3 cm. Vì trong quá trình ủ hạt, tấm ván dày nó sẽ làm cho cái tấm ván nó không bị mo và bị hư trong quá trình chúng ta ủ hạt. Trong quá trình đóng thùng thì chúng ta cũng chú ý là các cái khe thoát nước ở dưới đáy thùng thì phải có cái khe vừa phải để làm cho nước thoát, tránh hiện tượng là nước ứ động lại trong thùng và làm cho quá trình lên men bị kém chất lượng. Ủ thùng là phương pháp thông dụng nhất hiện nay ở các nông hộ và công ty. Cacao được chứa trong các thùng gỗ có khe hở hoặc đục lỗ ở đáy để thoát nước. Chiều dài và rộng của thùng có thể thay đổi tùy theo khối lượng hạt, nhưng chiều cao khối hạt không nên vượt quá 50 cm. Khối lượng hạt ủ từ 50 đến 500 kg hạt tươi cho mỗi thùng. Ưu điểm của phương pháp ủ thùng là sử dụng cho một khối lượng lớn hạt ủ tập trung, ít tốn thời gian và nhân công, đạt tỷ lệ lên men cao. Hiện nay chúng tôi cũng đang khuyến cáo bà con chúng ta áp dụng nhiều phương pháp ủ hạt cacao, trong đó có phương pháp ủ thùng, ủ đóng. Nhưng đối với phương pháp ủ thùng thì có hai loại, đó là thùng đơn và thùng tầng. Như chúng ta thấy ở đây, đây là cái dạng thùng tầng cacao, và cái thùng này nó thường làm được 3 tầng. Và cái ưu điểm của cái thùng tầng này đó là giảm được cái công lao động rất là nhiều. Và chúng ta thấy 2 ngày đầu thì chúng ta có thể đặt hạt ở phía trên, sau đó 2 ngày ta sẽ dỡ ván đảo hạt xuống thùng tiếp theo, và ngày sau cùng chúng ta sẽ đưa hạt xuống dưới. Thì cái phương pháp này sẽ rất là thuận tiện, và chúng ta đảm bảo là cái hạt cacao được đảo đồng đều. Bà con lưu ý, trong phương pháp ủ thùng cũng như các cái phương pháp ủ khác thì đặc biệt là chúng ta phải đặt cái điểm ủ hạt ở những cái nơi như là có mái che mưa nắng, và đảm bảo là ở xung quanh khối hạt ủ đó phải có vách để chúng ta có thể là ngăn gió và mưa tạt vào. Thì chính vì vậy thì cái khối lượng hạt của chúng ta sẽ lên men tốt hơn và đồng đều hơn. Đây là phương pháp hạt cacao được đổ đống thành hình nón trên những tấm ván thanh gỗ đóng thưa để tạo độ thông thoáng và giúp dịch nhầy chảy ra dễ dàng. Chiều cao khối hạt không nên vượt quá 50 cm. Sau đó tủ kín bằng lá chuối hoặc bao gai trên bề mặt khối hạt nhằm giữ hơi nóng trong suốt thời gian ủ. Nếu thời tiết lạnh, ta nên ủ thêm một lớp bao gai. Mỗi lần ủ, đống hạt có thể từ 25 đến 1.500 kg hạt tươi. Ưu điểm của ủ đống là không dùng dụng cụ đặc biệt, phù hợp với nhiều khối lượng hạt khác nhau, đảo trộn dễ. Ngoài phương pháp ủ thùng ra thì hiện nay các đơn vị thì chúng ta cũng thường hay sử dụng phương pháp ủ đống, ủ hạt cacao. Thì cái phương pháp ủ đống rất là thuận tiện. Chúng ta chỉ cần dùng những tấm ván hoặc là những thanh gỗ thưa chúng ta đóng, và chúng ta chỉ đổ hạt lên với cái độ cao khoảng 50 phân. Và sau đó chúng ta dùng những cái loại bao gai hay là những cái bao bạc mà thoát hơi, chúng ta tủ đậy lại. Thì cái phương pháp này cũng đang áp dụng rất là tốt và cũng mang lại hiệu quả rất là cao. Và chúng ta chú ý trong các cái phương pháp ủ đóng thì chúng ta cần quan tâm nhiều tới cái việc thoát nước của cái khối lượng ủ. Và các cái tấm ván chúng ta đóng thưa hoặc là những thanh gỗ thì chúng ta phải đóng để có những cái khe hở như vậy, để nước của cái hạt cacao có thể thoát ra nhanh, làm cho cái quá trình lên men tốt và đồng đều hơn. Lưu ý, trong quá trình ủ hạt ở các phương pháp nêu trên thì việc thoát nước cho khối hạt rất quan trọng, nó giúp cho quá trình lên men nhanh và tốt hơn. Hạt được ủ nơi kín gió, có vách và mái che mưa. Ta cần theo dõi khối ủ cacao thường xuyên để phát hiện sớm tình trạng lên men quá và ngưng ủ ngay khi phát hiện khối hạt chuẩn bị chuyển sang lên men thối. Mục đích của việc đảo hạt là làm cho toàn bộ khối hạt được thông khí, giúp quá trình lên men háo khí hoạt động mạnh.
Sau khi đảo, nhiệt độ sẽ tăng rất nhanh, với khối lượng hạt đặt yêu cầu khoảng 100 kg, nhiệt độ có lúc tăng lên 47-50 độ C. Nhiệt độ tăng làm cho mầm hạt chết, ngoài ra giúp các hạt lên men đều cho toàn khối hạt và phòng nấm mốc phát triển trên bề mặt. Thông thường thời gian đảo hạt, lần thứ nhất sau 2 ngày ủ 48 giờ, lần thứ hai sau 4 ngày ủ 96 giờ. Thời gian ủ hạt cho cả hai phương pháp tùy vào nhiệt độ không khí từng mùa, khối lượng hạt nhiều hay ít để ta điều chỉnh ngày ủ hạt. Thông thường thời gian ủ từ 4,5 đến 5 ngày đêm đối với mùa nóng, từ 5 đến 5,5 ngày đêm vào mùa lạnh. Sau khi lên men thì hạt được làm khô ngay bằng cách phơi nắng hay sấy để độ ẩm từ 60% xuống còn khoảng 7 đến 7,5%. Nếu độ ẩm hạt cao hơn 8%, nấm mốc dễ phát triển. Ngược lại, nếu hạt quá khô, ẩm độ nhỏ hơn 7%, hạt sẽ giòn và dễ vỡ. Trong quá trình phơi sấy hạt, tiếp tục hoàn chỉnh quá trình lên men. Ngay sau khi lên men, một phần tử diệp có thể vẫn còn màu tím nhưng sẽ chuyển sang màu nâu hoàn toàn sau khi phơi sấy. Do đó, để kiểm tra chính xác tỷ lệ lên men, chỉ nên cắt hạt sau khi đã hoàn chỉnh giai đoạn phơi sấy. Khi tiến hành phơi, ta trải hạt trên sàn, nong, nia hoặc sân xi măng, nơi có ánh sáng tốt. Hai ngày đầu, ta phơi hạt với độ dày từ 3 đến 5 lớp hạt để hạt khô từ từ, giúp nước và axit trong hạt thoát ra nhiều hơn, như vậy thì hạt sẽ bớt chua. Từ ngày thứ 3 trở đi, ta có thể phơi mỏng hơn. Trong quá trình phơi, ta phải đảo trộn hạt thường xuyên để đảm bảo hạt không dính trùng và khô đồng đều. Bên cạnh đó, ta tiến hành nhặt bỏ các loại vỏ bị vỡ, cùi trái, hạt lép. Nếu ánh sáng đầy đủ, ít mưa thì cần từ 5 đến 7 ngày để hạt khô. Phơi hạt là một trong những phương pháp tốt nhất để đảm bảo chất lượng vì tránh được hạt bị chua và không bị bắt mùi như trong kỹ thuật sấy. Ngoài ra, phơi nắng còn có những ưu điểm như rẻ tiền, dễ làm, ít thiệt hại do hạt vỡ. Tuy nhiên, nếu trời mưa thì thời gian phơi kéo dài, làm hạt dễ bị mốc và thối. Tốt nhất nên phơi hạt trên các tấm phên đặt cao để tránh lẫn đất bẩn và không khí có thể tuần hoàn làm hạt mau khô. Với phương pháp phơi hạt trên phên, ta đỡ tốn công lao động cho việc thu gom khi trời mưa bất chợt. Đặc biệt là khu vực Tây Nguyên của Việt Nam mưa thường kéo dài, chính vì vậy việc đầu tư lò sấy cho cacao rất cần thiết. Hạt sau khi lên men gặp mưa thì ta đưa hạt đi sấy. Khi sấy hạt phải tuân thủ các chỉ tiêu sau. Hạt phải sấy trong thời gian dài, nhiệt độ không quá cao, nhiệt độ sấy tốt nhất khoảng 50 độ C. Việc sấy hạt có thuận lợi là không bị phụ thuộc vào thời tiết, nhưng ta cũng chú ý sấy hạt chỉ dùng nhiệt gián tiếp, không để hạt bị ám khói và mùi lạ. Hạt khô sau khi loại bỏ tạp chất và phân loại theo kích cỡ được cho vào bao và được tồn trữ trong kho. Kho phải khô ráo, thoáng mát, không bị rột. Các bao trữ hạt cacao được đặt thành nhiều lớp trên các giá đỡ đặt cách tường và mặt đất từ 15 đến 20cm để tránh sự hút ẩm trở lại từ nền kho. Và theo định kỳ 1 đến 2 tháng ta kiểm tra độ ẩm và mốc, mọt một lần. Do hàm lượng chất béo cao trong hạt nên cacao rất dễ hấp thu các mùi lạ làm giảm phẩm chất. Hạt tồn trữ phải tránh xa nguồn khói, xăng dầu, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón. Tiêu chuẩn hạt cacao chất lượng, kiểm tra chất lượng bằng phương pháp cắt hạt, tỷ lệ lên men lớn hơn hoặc bằng 90%, hạt có hương cacao, độ ẩm hạt 7,5%, độ lớn hạt 100 hạt trên 100 gram, hạt hư, hạt nảy mầm nhỏ hơn hoặc bằng 2,5%, hạt mốc nhỏ hơn hoặc bằng 3%. Hạt chai xám nhỏ hơn hoặc bằng 3%, tạp chất 0%. Khi tham gia chương trình chứng nhận Wood Certified, bà con cần lưu ý: 1. Phải hái quả đúng độ chín theo người mua yêu cầu. 2. Hái và vận chuyển quả cacao không được để vỡ trái làm ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn thực phẩm. 3. Trong khi thu hái phải kết hợp hái các quả bị thối chôn kịp thời để tránh lây nhiễm bệnh. 4. Phải để riêng những quả bị bệnh để tránh lây nhiễm trong quá trình trữ trái. 5. Khi đập trái vỏ cacao, phải được ủ làm phân gọn gàng để bón lại cho vườn cây, tránh ô nhiễm môi trường. 6. Không được để hạt cacao mốc trong quá trình lên men, phơi, bảo quản. 7. Không được phơi trực tiếp trên đất, tránh phơi gần đường để tránh nhiễm bụi, khói. Không được để gia súc, gia cầm vào khu vực phơi. 8. Cấm không được dùng gỗ của rừng tự nhiên để sấy cacao. 9. Bắt buộc phải để riêng cacao có chứng nhận và cacao không có chứng nhận trong suốt quá trình từ thu hái đến chế biến bảo quản.
10. Vị trí để hạt cacao sau khi phơi phải khô ráo, thoáng mát, không được để chung với các sản phẩm có mùi. 11. Khi bán cacao phải lưu trữ hóa đơn bán hàng trong phạm vi 2 năm. 12. Cân hoặc các thiết bị đo độ ẩm phải được kiểm định hàng năm của các cơ quan chức năng. 13. Khi bán cacao, các nhà sản xuất phải khai báo bán hàng trên hệ thống truy nguyên của Wood Certified.